Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái mô hình động cơ 12V có giảm tốc 600W. Cái dòng động cơ này thì nó có cái trục xuyên, trục lục giác và xuyên qua cái động cơ. Cái này rất phù hợp cho các bạn làm những cái dòng motor quấn bạt này, motor quay vịt này, motor quấn tời quấn cát này, hoặc là làm trục bánh xe này. Thì ở đây là mình sử dụng hai động cơ và một trục. Tất nhiên thì các bạn có thể rút cái trục này ra, rút một động cơ ra, các bạn dùng một động cơ nhé. Mình lưu ý các bạn có thể sử dụng một động cơ nhé. Còn đây là mình dùng hai động cơ để cho các bạn biết là nếu như cần khỏe thì các bạn có thể công hai động cơ vào. Đấy, còn hiện tại là một động cơ thì nó là như vậy. Đây là 12V 600W này. Và giờ mình sẽ cắm điện cho các bạn xem thử nhé. Đây nhá, cái động cơ này có thể rút sang trái sang phải được này. Thì trên cái thân động cơ ấy, nó có những cái lỗ này này để cho các bạn định vị nhé. Đấy, các bạn định vị vào những cái lỗ này để lỗ treo động cơ này. Động cơ này nó không có đế. Tốc độ nó là 604. Tốc độ của nó là 45 vòng trên phút. Rất là khỏe. Đấy. Các bạn dùng một con cũng được, dùng hai con cũng được, tùy theo tính chất công việc các bạn nhé. Đấy, về cái kích thước động cơ ấy thì mình sẽ đo cho các bạn. Đấy, sau đây là một số cái kích thước động cơ nhé. Đây là cái chiều dài của thân động cơ là 11 cm này. Chiều dài tổng thể của nó là 16 cm này. Đường kính của động cơ này. Đường kính của động cơ là 11 cm này. Đấy. Và cái đường kính của cái trục này là 17 các bạn nhé. Đấy, cái trục này là trục 17 cm này. Đấy. Thì đấy là một số những cái thông số cơ bản của nó. Thì việc bày ra những cái mô hình như thế này thì với mục đích là cho các khách hàng có những cái nhìn khái quát và có những cái ứng dụng phù hợp. Bên mình thì chỉ đưa ra những cái khuyến cáo cho khách hàng. Còn thực tế thì tất cả những cái dòng động cơ ấy, mình bán rất là nhiều sản phẩm. Không phải sản phẩm nào mình cũng đã từng mang ra sử dụng và cũng không thể dám nói cho khách hàng một cách 100% là cái động cơ này nó kéo được bao nhiêu. Vì vậy là nhiều khi khách hàng cũng phải thông cảm. Đấy, người bán hàng thì cũng chỉ ước lượng thôi, còn mình bán rất là nhiều sản phẩm. Đấy. Thì để mà biết nó vào một cái ứng dụng gì ấy thì khách hàng phải có kinh nghiệm. Đấy, mình chỉ đưa ra những cái hướng lựa chọn cho khách hàng là có thể
được hoặc không được. Và nhiều khi cũng không hẳn là dự đoán của mình là được 100%, nó cũng có thể sai. Đấy, nhưng mà mình sẽ đưa ra một cái mô hình cho khách hàng để khách hàng có thể thực hiện nó. Đấy. Và đôi khi với những nhà thiết kế thì cũng phải chấp nhận là bỏ ra một chút tiền để thực nghiệm và để thu được cái kinh nghiệm. Đấy, bởi vì nếu như các bạn là những kỹ sư thiết kế thì các bạn sẽ tính những cái moment xoắn, chọn động cơ. Và tính moment đầu ra, moment đầu vào, tốc độ thì nó sẽ là đòi hỏi các bạn phải tính toán như một kỹ sư. Thì lúc đó các bạn tính chọn và nó mới chuẩn được. Chứ còn mình là những người chế bình thường thì phải chấp nhận rằng bỏ tiền ra để mua kinh nghiệm và nó sẽ thành công sau một vài lần. Nếu như may mắn thì có thể lần đầu tiên sẽ thành công. Và nếu như không may mắn thì nó sẽ thành công trong lần thứ nhất hoặc lần thứ hai. Tuy nhiên thì bên em là người bán hàng thì cũng sẽ giúp cho khách hàng giảm thiểu cái số lần không thành công đi, nhưng không thể khẳng định 100% cho khách hàng được. Đó chính là những cái điều mà mình muốn chia sẻ, và khách hàng cũng phải thông cảm. Ví dụ như em chuyên một món ấy, thì em có thể nói cho khách hàng là cái này dùng được và không dùng được. Đấy, nhưng mình bán tới vài trăm, vài nghìn sản phẩm và không thể là tất cả các cái loại đều mang ra mà làm cho nó thành công và báo lại cho khách hàng rằng được hay không. Đấy, vì nếu mình đã làm được sản phẩm thì mình sẽ bán sản phẩm chứ mình không bán thiết bị. Và các bạn cũng sẽ không được chia sẻ những cái vấn đề đấy, bởi vì người ta làm ra người ta phải giữ bí quyết. Chứ không ai mang cái bí quyết kiếm tiền ra để chia sẻ lại cho người khác. Đó, trừ khi là người ta kiếm tiền ở trên cái phương diện khác, không phải là cái phương diện sản phẩm đó. Đấy, vì vậy cho nên là các bạn phải thông cảm à, những cái vấn đề như vậy. Thì à, đấy, đây tổng quan nó như vậy thôi. Thì các bạn này có thể nghiên cứu. Cái trục này là trục dài 1 mét. Các bạn có thể cắt ngắn đi và dùng nó theo mục đích sử dụng. À, động cơ này thì có dòng 12V và 24V. À, cảm ơn các bạn đã xem video. À, và các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, đồng thời bật cái chuông thông báo lên để nhận được những cái thông báo khi mình có đăng video lên. Ngoài ra thì để xem những cái sản phẩm khác ở trên cái kênh YouTube ấy, thì các bạn có thể bấm vào kênh, vào mục danh sách phát và các bạn chọn theo cái mục, các cái danh mục thì các bạn tìm kiếm nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ vào danh sách phát tìm mục động cơ, hoặc là vào danh sách phát tìm mục bánh xe thì tìm nó sẽ nhanh hơn.